Dạ vâng, Nội Thất Tuấn Long xin kính chào quý khách. Hôm nay buổi sáng sớm của ngày 30 tháng 12 âm lịch 2023 các bác nhé. Hôm nay là ngày 30 Tết rồi thì chúng em có chuẩn bị một sản phẩm, đó là đồng hồ tứ trụ vát hàng cột hạt chất liệu gỗ hương đá để bàn giao đến cho gia đình nhà chú Trơn ở khu vực Tân, ở khu vực Hưng Hà Thái Bình các nhé. Tân Tiến Hưng Hà Thái Bình. Thì chú là một trong những khách hàng rất chỉ yêu mến xưởng của bên em. Thì tuy nhiên trong điều kiện kinh tế thì cuối năm chú mới có sắp xếp được kinh phí để mà gọi điện đến xưởng với em để đặt hàng. Và trong dịp cuối năm nay thì hôm nay là ngày Tết cuối năm rồi, hết được cuối năm rồi, thì các bác có thể nhìn thấy ở bên nhà em, các bác nhìn thấy này, nó đang đây là gà đang chuẩn bị Tết này các bác nhé. Ở đây các bác nhìn thấy còn hai cây nữa thôi, hai cây là bên em chuyển từ bên khu vực cửa hàng về. Còn khu vực nhà em thì các bác cũng biết cái khung cảnh như thế này rồi, bên em quay rất chi là nhiều năm. Và 1-2 năm gần đây thì em có thuê một cái cửa hàng bên ngoài để em bày để cho các bác xem. Ở khu vực này thì các bác nào mà đã theo dõi kênh của em thường xuyên thì cũng sẽ nhận biết được ra cái khung cảnh của bên nhà em như thế này. Em đang chuyển về nhà để mà cho trả lại mặt bằng cho họ để họ chơi Tết rồi nhá. Đây các bác nhìn thấy này, cái mặt của em chọn cho gia đình nhà chú, cái mặt rất chi là đẹp luôn. Đấy. Một trong những điểm đặc trưng cho của xưởng em đó là hàng được tuyển vân chọn gỗ rất chi là kỹ càng. Cái này thì là tứ trụ vát cột hạt, cao là 2m3, rộng 9.5 và sâu 41 phân. Chất liệu tuyển chọn vân rất chi là tuyệt vời. Và trong những ngày cuối năm như thế này thì bên em hầu như là đã hết hàng và rất hiếm khi nhận đơn đặt hàng của khách hàng. Và bên em cũng đã trả cho khách hàng gần như là hết khu vực ở cuối năm, mà ngày 28 Tết là bên em đã trả hết rồi. Tuy nhiên ngày 29 Tết thì chú có gọi điện đến xưởng bên em và chú bảo là thôi có gì thì sắp xếp cho chú một sản phẩm cây đồng hồ đẹp để kê trong khu vực phòng khách. Này các bạn nhìn thấy này, vân của nó phải nói là đẳng cấp và sang trọng. Đấy, vân rất đẹp luôn. Và các bạn yêu mến xưởng của bên em thì có thể liên hệ trực tiếp qua xưởng tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Nào, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đặt hàng với nhé. Đây là phần hậu này, hậu cũng là hậu một tấm rồi nhé. Rất chi là đẹp mắt. Và cây này sẽ là cây hàng bình thường thôi, nó không phải là hàng VIP. Hàng bình thường thì nó có gì? Hàng bình thường thì nó có cái các bác nhìn thấy là nó có cái phần cột của độ em là cột độ dày là chỉ 6 phân thôi. Hàng VIP của nó sẽ là độ dày 7 phân nhé. Hàng được chặt hạt như này. Đấy, phun rất chi là đẹp. Và phía bên trong này thì bên em là vách hồi dày là 1/6. Đấy, 1/6. Phụ kiện thì chú lắp phụ kiện bằng đồng. Và chú bảo lắp cho chú thêm cái kính nồi. Đấy, tặng chú thêm cái kính nồi. Bởi vì nha, cái kính nồi này nó đắt lên 300.000 cơ. 300.000 cơ. Đấy, em phải nói thật với các bác là những cái nghề như thế này thì hàng hóa như thế nào bên em báo cho các bác chính xác như thế. Và cái mặt nó rất là đẹp và phần vân của nó cũng được nổi trội như này. Và nhìn thấy đường vân không? Đấy. Vân rất chi là đẹp luôn. Đấy, vò của nó, vò mình bán nguyệt và có con này thì không phải là hàng liền mà nó chỉ là hàng ghép bình thường thôi, đúng không ạ? Nhưng mà hàng của nó vàng ghép rất chi là đẹp luôn. Đây. Nhìn thấy này. Vò nó rất chi là đẹp luôn. Đấy. Vân veo của nó thì được tuyển chọn rồi, các bác nhìn thấy nó đường vân không? Đấy, cái này thì rất đẹp luôn, với phần vòm đẹp và vân nó rất chi là nổi. Bên trong em lắp phụ kiện bằng đồng. Để kỷ niệm gia đình nhà chú một sản phẩm chơi Tết cuối năm. Thì các bác nào mà yêu mến nên liên hệ trực tiếp qua xưởng bên em theo số điện thoại trên màn hình là 0961033970. Cây số gia đình nhà chú là cây số 28 thôi nhá. Cây số 28. Thì chú về nhận đúng cái số 28 giúp chó là chú nhận hàng thôi. Đấy, phụ kiện bằng đồng các chú nhìn này. Đấy. Bên trong có bóng đèn cảm biến này. Đấy. Máy Sunny điện tử này, cho bài 1 đổi 1 trong vòng 3 năm này. Chú dùng yên tâm thoải mái nhé. Đấy, phía bên trong là chuông, mặt hồi bên trong của chó phun bóng đầy đủ. Đấy, không có sợ là hàng sản phẩm là sơ rác rồi nhé. Hàng bên chó cam kết với bác hàng chuẩn 100%. Đây phần phía bên trong đây, phun bóng rất đẹp luôn các bác nhá. Cây số 28 luôn nhá. Đây. Cánh cái thứ này, cánh rất đẹp luôn. Đúng không ạ? Cánh rất đẹp. Đóng nắp vào các bác nhá. Đấy. Cột dưới là có xoay được các bác nhá. Cột dưới xoay được. Đây. Xoay được. Cột trên thì các bác xoay được, cột dưới các bác xoay được. Đấy. Và khi mà bên em lắp vào nó sẽ im phần thân, bởi vì phần này bên em chưa bắt vít. Về đến nhà các bác thì thợ bên em sẽ bắt vít cho mọi người. Phần bệ dưới bên em là độ dày là 1/2. Đục họa tiết là hoa là tây các nhá, họa tiết hoa tây. Vân gọi là đẹp đẹp mắt và đẳng cấp luôn, các bác nhìn thấy. Khi em quay gần lên thì các bác sẽ nhìn thấy đường nét họa tiết hoa văn vân nó đẹp. Rất là bắt mắt này. Các bác nhìn thấy rất là đẹp luôn. Cực kỳ là bắt mắt. Với sản phẩm của chất liệu của hương thì luôn luôn cho ra một cái đường nét họa tiết hoa văn vân nó nổi và nhiều. Đấy, hoàng rất đẹp luôn. Trên là trương mặt quỷ. Ok, thông qua video lần này thì
trong dịp cuối năm nay và xin kính chúc gia đình nhà chú Trơn năm mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Các bạn nào yêu mến xưởng bên em trên toàn quốc có thể liên hệ trực tiếp qua xưởng qua số hotline trên màn hình mọi nhé, hoặc liên hệ qua Zalo giúp em chụp và gửi video hình ảnh cho mọi người để các bác nhận hàng và kiểm tra đầy đủ, giống như bọn em quảng cáo cũng như giống như bọn em giới thiệu trước khi mà gửi đi thì các bác nhận hàng nhé. Và xin cảm ơn cũng như xin cảm ơn tất cả các bác đã yêu mến xưởng trong một suốt những năm gần đây, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong các video clip cũng như là sang năm mới, để kính chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.